Nhưng chào mừng các bạn đến với kênh của mình, kênh chia sẻ về tiếng Hàn và cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì rất là vui bởi vì kênh YouTube của mình đã đạt được 1.000 người đăng ký. Wow! Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã yêu quý mình và cũng như là đã đăng ký cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình đến cho mọi người. Nhân dịp kênh của mình được 1.000 người đăng ký, ngày hôm nay mình sẽ làm một thử thách xoắn lưỡi tiếng Hàn. Bây giờ mình sẽ quay những con số này, sau đó thì mình sẽ lựa chọn ra một con số và mình sẽ đọc cái câu đó nha. Bắt đầu. Wow, số 30 luôn. Số 30. Mọi người cùng đọc với mình nhé. 내가 그린 그린 그림은 잘 그린 기린. Đọc lại nào. 내가 그린 기린 그림은 잘 그린 기린 그림이고 네가 그린 기린 그림은 잘못 그린 기린 그림이다. Rồi. Các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy cái câu này mình có thấy khi đọc thì mình rất là xoắn lưỡi đúng không nào? Ok, thế là xong thử thách câu số 30 nha. Bây giờ mình sẽ lựa chọn câu tiếp theo nào. Bắt đầu. Điều sẽ là câu số bao nhiêu đây? Rồi, câu số 22. Đó, chúng ta sẽ cùng đọc câu số 22 nhé. 고려고 교복은 고급 교복이고 고려고 교복은 고급 원단을 사용했다. Ồ. Câu này không xoắn lưỡi mấy đúng không nào? Ok. Tiếp theo nào. Bắt đầu. Rồi, câu số 19. Chúng ta cùng đọc câu số 19 nha. 경찰청 철창살이 쇠 철창살이냐 철 철창살이냐. Các bạn đọc được chưa nào? Vừa rồi Thúy đã đọc một số những cái câu để thử thách cái khả năng xoắn lưỡi trong tiếng Hàn của Thúy đúng không nào? Không biết là các bạn đã đọc đến đâu rồi. Vậy chúng ta thử xem lại những từ câu số 1 nhé. Từ câu số 1 xem là chúng ta có thể đọc được hay không. Thực ra các bạn biết là không phải lúc nào ở trong tiếng Hàn, trong cuộc sống hàng ngày người ta cũng nói một cách xoắn lưỡi như thế này. Thế nhưng mà để mà chúng ta có thể luyện phát âm tiếng Hàn một cách chuẩn thì các bạn phải cố gắng là chúng ta đọc những cái này làm sao phát âm thật là đúng nha. Ở đây chúng ta có tất cả là 30 câu xoắn lưỡi thì Thúy sẽ cùng với mọi người thử thách xem là có đọc được hết những câu này không nha. Nào câu số 1 nào. 들의 콩깍지는 깐 콩깍지인가 안깐 콩깍지인가 깐 콩깍지면 어떻고 안깐 콩깍지면 어떠냐 깐 콩깍지나 안깐 콩깍지나 콩깍지는 다 콩깍지인데 다 콩깍지인데 아 뭔가 이거 어디다 거서 하나 간장 공장 공장장은 강 공장장이고 된장 공장 공장장은 공 공장장이다. 너 이거 tiếp theo 소바나 저분은 백법학 박사이고 이분은 박법학 박사이다. 거기서 뭐냐? 작년에 온 솥장수는 새솥장수이고 금년에 온 솥장수는 헌솥장수이다. 띠띠아 거기서 남나? 상표 붙인 큰 깡통은 깐캉통인가? 사요 사요 사요. 또 라이너. 상표 붙인 큰 깡통은 깐깡통인가 안 깐캉통? 또 라이너 라이너. 상표 붙인 큰 깡통은 깐깐 라라라 상표 붙인 큰 깡통은 깐깡통인가 안 깐캉깡통인가 thế là sai 5 lần luôn. Wow, đọc rất là khó đúng không các bạn? Các bạn thử đọc một số câu này nhá để luyện cái lưỡi của mình, luyện xem mà tiếng Hàn của mình đã thực sự là chuẩn hay chưa. Tiếp theo mình thử sang một số câu tiếp theo, mình thử lựa chọn nhé. Từ câu 6 đến câu 10, bây giờ mình sẽ thử chọn câu số dài nhất nha. Câu số 9 nào. 앞집 팥죽은 붉은 팥죽이고 뒷집 콩죽은 햇 콩단콩 콩죽 우리 집 깨죽은 검은 깨 깨죽인데 사람들은 햇 콩단콩 콩죽 깨죽 먹죽 먹기를 싫어하더라. 저희가 nước mắt luôn. Rồi tiếp theo nào. Thực ra mình chưa đọc đúng cái câu đấy đâu. Nào từ câu 11 đến câu 15 nào. Các bạn thấy câu nào hay không? Mình sẽ đọc câu 15 nhé. Câu 15 này có vẻ dễ hơn trong tất cả những số các câu còn lại nào. 멍멍이네 꿀꿀이는 멍멍해도 꿀꿀하고 꿀꿀이네 멍멍이는 꿀꿀해도 멍멍하네. 오, câu này thì 패스. Quá là dễ luôn. Rồi tiếp theo câu 16 đến câu 20 nào. Mọi người thích câu nào nào? Mình sẽ chọn câu 16 nha.
저기는 말뚝이 말멜 말뚝이냐 말못멜 말뚝이냐. Đây là bắt đầu bình thường đúng không? Bắt đầu nhanh thì chúng ta sẽ không không thể nào đọc được đâu. Chogi는 말뚝이 말멜. Đọc rất là khó đúng không ạ? Chogi는 말뚝이 말멜 말뚝이냐 말못멜 말뚝이냐. Ok nào. Tiếp theo câu 21 đến câu 25 nào. Các bạn muốn đọc câu nào nào? Rồi chúng ta sẽ thử đọc câu 23 nhá. 저기 가는 상장사가 헌 상장사냐 새 상장사냐. 답 lại nha. 저기 가는 상장사 저기 가는 상장사가 헌 장장사. 답 lại 나. 저기 가는 상장사가 헌 상장사냐 새 상장사냐. 그 말은 câu 24 rất là ngắn nhưng mà rất là khó đọc nha. 대우 로얄 뉴 로얄. 대우 로얄 뉴뉴 로얄. Méo mồm luôn. Nào câu 26 đến câu 30 là các bạn thử chọn một câu nào. Nào chúng ta sẽ đọc câu số 26 nha. Câu này thì tuy không phải là một câu xoắn lưỡi nhưng mà là một câu rất là xoắn não nha các bạn. Chả. 생각이란 생각하면 생각할수록 생각나는 것이 생각이므로 생각하지 않은 생각이 좋은 생각이라 생각한다. Ok. Ngày hôm nay thì rất là vui bởi vì được cùng với mọi người thực hiện thử thách nói tiếng Hàn xoắn lưỡi. Mình sẽ để 30 cái câu này ở cái đường link mô tả phía dưới đây. Các bạn hãy cùng thử đọc xem là bản thân mình khi mà đọc những câu này mình có bị xoắn lưỡi không nhé. Và mình cũng hy vọng là mình sẽ có một cái chương trình thử thách người Hàn Quốc đọc những câu xoắn lưỡi này. Xem là người Hàn Quốc thực sự là đọc những câu này chuẩn hay không nhé các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình từ đầu đến cuối. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ hoặc bình luận để nhiều người sẽ biết đến kênh của mình nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh để sau này khi mà mình có video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên được xem những video đó nha. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요. 그럼 다음 영상으로 다시 만날게요. 안녕!